make the colors in the sky. Cái cảm giác phê như này chỉ có xe máy mang lại được thôi, chỉ có những chiếc phân khối lớn mới mang lại được, nó ngồi ô tô thì không thể nào cảm nhận được. Cái cảm giác của bụi, của bẩn, gió. Mọi người thấy không, gió đang rất là to. Mình đang trên cầu Vĩnh Tuy này, gió rất to luôn. Chạy chiếc xe BMW mà trên cái cầu cao mà gió to thế này, cảm giác người như kiểu sắp bị bay mất ấy. Bởi vì gió tạt vào người rất nhiều luôn, nó tạt ngang này. Thế được cái chiếc xe này cũng đồng hết, khoảng 200 cân cũng đồng, nhưng mà gió tạt mạnh lắm bởi vì nó cao quá. Nhưng ở đây cũng là một điểm điểm yếu của chiếc xe. Nếu như mà chạy ở dưới thời tiết mà gió to nhiều ấy thì sẽ bị bạt người. Chiếc xe này nếu mà đường không quá đông, đường vừa phải thì luồn lách khá tốt. Còn đường đông thì bó tay rồi. Mà đường đông mình chạy trước này thì nó mỏi chân thôi rồi luôn, vì nó cao mà chống nhón. Và sắp tới mình sẽ lên một cái bố độ vừa vừa thôi. Bởi vì chiếc xe này động cơ nó chỉ có 471cc, nên là nên một cái cây bô nó không ngắn quá, nó dài vừa phải thì tiếng bô nó sẽ trầm ấm. Còn nếu như lên một cái bô ngắn thì rớt và nghe nó đau tai rất là khó chịu. Những cái xe mà có thể tích xi lanh nhỏ ấy, thì các bạn thì mọi người nên dùng những cây bô mà ở mức độ là trung bình và dài một chút thì tiếng bô nó sẽ trầm ấm và vừa phải. Còn đừng dùng những cây bô ngắn, bởi vì những cây bô ngắn nó rát, nó đau tai. Có thể là các bạn chạy các bạn không cảm nhận được điều ấy, nhưng mà khi mà người ngoài nghe vào thì cảm giác rất là kinh khủng. Mình phải dùng một từ gọi là kinh khủng luôn. Nó đau tai, nó rát, nghe nó chát chúa. Mà nó không hay. Thực sự là nó không hay chứ không phải là mà nó hay đâu. Nó hay thì mình miễn bàn, nhưng mà nó không hay. Với những chiếc xe mà cc nhỏ mà lắp cây bô ngắn, nó sử dụng lắp cây SC hay là AR ấy, nó ngắn. Còn những cây đó mà lắp cho những xe 4 máy thì lại khác. Tiếng bô nó ra nó hay hơn rất là nhiều, nó to nhưng mà nó hay. Bây giờ chạy buổi tối thì thôi rồi luôn rồi. Những xe nhỏ lắp những chiếc cây bô ngắn đó buổi tối thì kéo thì gọi là kêu rời của đất đây. Bây giờ đi những cái cây bô như thế mà đi tour dài đường xa về đau đầu lắm mọi người. Nó ui cả tai. Em cứ vừa phải là đẹp nhất. Đa phần mọi người mới chơi thì ai cũng thích to lắm. Ngày xưa mình thế mới chơi, nhưng mà dần dần trải nghiệm nhiều thì thấy vừa phải là tốt nhất. Thời tiết cuối thu đầu đông rất là đẹp. Mỗi tội mày nắng to quá, mát nhưng mà nắng to, không có gì mùa hè. Chạy những chiếc phân khối lớn này lúc nào cũng phải tập trung cao độ hơn 100%. Chỉ nô đã một chút thôi là bất kể có chuyện gì đó có thể xảy ra. Và những chiếc xe phân khối lớn này, những xe, dòng xe rất là nguy hiểm. Nó không đơn giản như những chiếc xe nhỏ, nó nguy hiểm rất là nhiều. Nó cũng là một phần lý do tại sao mà mọi người thường đổ bô, vì nó cũng sẽ cảnh báo được cho những người ở phía trước hoặc ở bên cạnh phía sau gì đó và có một chiếc xe đang tới. Thôi, chui ở đây xem chui được không? Xem. Luôn lách chốt xem có chui được, chui tốt. Ôi trời. Tốt luôn. Ồ, thấy không?
người lái rất tốt luôn. Bây giờ những cái con đường như kiểu đường 5B này thì thực sự nó đúng với những con đường dành cho CB cho X không? Đường nó đẹp, nó chả đẹp, nó xấu, chả xấu. Nó mức độ vừa phải, có nhiều đoạn thì ổ gà khá là nhiều. Có nhiều đoạn thì bằng phẳng, nên là CB cho X này chạy theo kiểu hỗn hợp được hết. Rất là thoải mái, rất là thích luôn. Và các bạn nó không cảm thấy là nó quá là mệt mỏi và quá bị kiểu là sốc hay là gì đó khi qua những chỗ ổ gà vừa phải như ở trên đường 5B này. Đường 5B này đoạn tiếp theo, đoạn mà ở phía về Hưng Yên đi Hải Dương ấy, ở phía dưới đấy thì rất nhiều cái chỗ đoạn đường mà nó bị lún, bị ổ gà. Chiếc CB cho X chạy những đoạn đấy thì vẫn rất ok luôn, rất thoải mái, nó không bị sốc. Ngày xưa mình chạy chiếc Z9 ấy, để qua những đoạn đường ấy nó sốc, cảm giác lên tay rõ ràng luôn. Con này nó đỡ hơn bởi vì là cái hành trình phục trước nó dài, hành trình phục trước nó rất là dài luôn. Lúc trước của nó cũng tới 21 inch với bản 2019 trở đi, còn trước đó từ bản 2017-18 thì nó chỉ có 17 inch. Còn lúc trước và lúc sau thì 17, nhưng bây giờ từ bản 2019 thì sẽ là 19 inch trước và 17 inch sau. Phục trước còn có dài hơn nữa. Quê mình thì ở Hải Dương nên là tiện để vừa đi vừa quay cho mọi người và tâm sự mọi người một chút. Có điều gì thì chia sẻ điều đấy trên đường đi. Rất mong là mọi người ủng hộ mình làm những video này. Thật ra là chỉ với một cái suy nghĩ rất là đơn giản, là muốn chia sẻ cái đam mê của mình, chia sẻ cái sở thích ở chạy xe của mình tới nhiều người. Bởi vì là mình biết là cũng có rất nhiều anh em có cái đam mê chung như mình, và đặc biệt là tới những anh em mà cùng chơi CB500X, hoặc những anh em mà đang có dự định, đang phân vân sắp tới có thể mua, thì mình cũng muốn chia sẻ một số những kiến thức hiểu biết của mình về chiếc CB500X mình đã trải nghiệm, những cái điểm tốt, điểm chưa được để trẻ anh em chọn một chiếc xe nó phù hợp, chứ không muốn anh em là bỏ tiền ra nó lãng phí, sau mấy hôm lại đổi. Chơi cái món này nó mà cứ đổi nó tốn rất là nhiều tiền, mà để tìm được một chiếc xe phù hợp thì không dễ, nó đòi hỏi phải trải nghiệm rất là nhiều. Nên là mình đã trải nghiệm rồi, trải nghiệm qua nhiều dòng rồi, nên là mình biết điều gì thì mình chia sẻ lại điều đấy. Chuẩn bị đến địa phận của Hưng Yên, đường đây khá là xấu. Ngày xưa mà khi mà chưa có cái đường cao tốc từ Hà Nội đến Hải Phòng ấy, tất cả các phương tiện nó đều chạy cái đường hết. Đấy là cái nguyên nhân mà khiến cho cái đường này nó xuống cấp kinh khủng như vậy. Người ta chỉ chắp vá thôi, chứ chưa mình chưa thấy có một cái sự cải tạo nào đáng kể, toàn chắp vá những chỗ hỏng thôi. Bây giờ mà sửa đường này ngon nữa thì ai đi đường cao tốc mới kia? Cháu phải đợi bên cao tốc mới kia đông người đi thu hoạch về được khá rồi ta mới sửa đường này. Mình đoán vậy, biết có đúng không? Còn một vạch xăng đang chạy hay thôi, cố lên trên kia, chạm trên kia đổ, nó thôi đổ luôn đi, đổ cho nó chắc ăn. Một vạch đang đi, không may nó hết thì nó đang chạy cái này mà dừng lại, nó cảm giác nó mất đi một cái niềm vui bị gián đoạn. À 95 luôn anh. 95. Cho em 200 nhé. 200.000. Vâng, 200. 200 được mấy lít nhỉ? Chục lít thôi.
200 được mười mấy lít. Mười mấy lít. 15.000 lít cơ mày. À, 15.000. Con này bình 17 lít mà. Con rất thoải mái. Hình như nó đầy anh ạ. Từ, chắc xong nó rẻ hay sao? Thôi anh ạ. Đầy. Cố rồi. Ok. Chắc tại này trong bình nó vẫn còn nhiều. Nguy hiểm ghê. Vâng. Mới mua chứ, mới mày. Em mới mua. Mới mua ra liền. Dạ. À không, mua cũng lâu lâu rồi nhưng mà nó còn mới. Xe mình đi được hơn 7.000 cây. 7.426 này. Đi đâu gặp ai khen xe mới. Các bạn là mình cũng giữ với cả mình mới dán lại đề can. Trước cái xe này là xe màu đỏ, thì dán lại sang màu vàng. Nên cảm giác nó còn mới, với cả mình cũng chịu khó rửa, vệ sinh. Đi đâu tour xa về hay gì đó phát là rửa luôn. Giới thiệu thêm cho mọi người là cái túi hít bình xăng này. Vừa mọi người thấy đúng không? Dùng rất là tiện. Các bạn để ví, để điện thoại, để chai nước, để sạc. Khi mà lấy ra rất là nhanh, cực kỳ tiện luôn. Nó có 4 góc, 1, 2, 3, 4 ở đây, 1, 2, 3, 4. Để mọi người 4 viên 5 châm, mình có thể mua thêm 5, 6 viên, 7, 8 viên tùy thích. Và gắn là bình xăng, chỉ cần bình xăng kim loại là được. Và có một cái dây. Đây, cái dây để mình chẳng vào cái ghi đông này. Cái nhiệm vụ của cái dây này chỉ là để phòng trường hợp mà gió nó đẩy thôi. Nhưng mà thật ra là không bao giờ luôn. Mình chạy rất là nhiều rồi. Nhưng mà cứ bổ vào thật chắc ăn. Dùng này tiện cực kỳ luôn. Mình đi tour trong ngày, sử dụng về quê này thì trên người mình không đeo một cái gì luôn. Không có bất cứ một cái gì trên người, kể cả điện thoại. Còn đâu những cái đồ mà kiểu to hẳn ấy, như kiểu là bộ áo mưa hay là phải quần áo nhiều hay gì đó, thì ví dụ tour xa thì mình đeo vào đô, hoặc là mình kiếm một, hoặc là mình có cái túi mình chẳng vào phía sau. Chứ mình đã lên xe là mình gần như là mình không muốn phải đeo bất cứ cái gì trên người để chạy nó thoải mái. Có một cái đồng hồ thôi đó. Chạy nó thoải mái nhất có thể. Còn đâu mà các bạn chỉ cần đeo bất cứ một cái gì trên người thôi, điện thoại, túi ví nó cũng cảm giác rất là khó chịu, rất là bí bách. Cái túi bình xăng này mình cũng đang bán mọi người nhé. Giới thiệu thêm mọi người một chút. Bạn nào mà quan tâm mình cứ inbox mình sẽ tư vấn cụ thể cho. Đảm bảo đây là một cái vật dụng mà bắt buộc phải có với anh em mà chạy mô tô. Còn nếu như mà anh em nào mà bình xăng mà bằng nhựa ấy, mà vẫn dùng ấy, thì mình phải chế một chút. Chế thêm cái dây để buộc vào bên sườn, cái khung của hai bên là đảm bảo chạy ngon luôn. Hoặc không thì anh em có thể kiếm những cái túi đeo đùi cũng hợp lý. Còn nó túi đeo chéo, đeo vai ấy, thì nó mỏi vai lắm. Anh em chạy thì anh em đều biết rồi. Cái túi đeo chéo chỉ để một cái điện thoại, một cái ví, một cái sạc đấy thôi là nó kéo vai xuống. Chạy đường xa nó cũng sẹo bên vai xuống. Còn túi đeo đùi thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Vì nó để lên đùi mà. Nên nó giảm đi rất là nhiều luôn. Mà cái túi đeo đùi thì mình cũng bán luôn cho anh em chứ. Tư vấn ở đây là tư vấn thực sự qua những gì đã trải nghiệm và thấy nó đúng thì mới tư vấn, chứ không phải là tư vấn để bán hàng. Cái gì nó đúng thì mình sẽ bảo nó đúng, còn cái gì nó không đúng mình bảo là không đúng. Mình bán bất cứ một sản phẩm nào cũng thế thôi. Cái sản phẩm của mình nó có gì tốt mình bảo tốt, có điều gì hạn chế mình nói luôn với khách luôn, chứ không có chuyện là giấu giếm, không có chuyện là ấy đâu. Nó nói hết để cho mọi người thấy là có phù hợp hay không, và cái giá tiền như vậy có chấp nhận được không đó. Mọi người thấy không, cái đường này phía bên này, cái bên phải này, nhìn xấu đấy, ở giữa cũng thế này, nó gù gà này. Có, nhưng mà CRV Trang Vic chạy rất là ổn định luôn, ở tốc độ 94 này,
Bởi vì là giảm cái phuộc của nó cao, cái phuộc nó dài, cái phuộc nó dài, thế là hành trình của nó tốt. Và đây vẫn là phuộc zin thôi, có tiền mà lên phuộc olin trước sau nữa thì miễn chê luôn. Olin mà lại xe của mình màu vàng, sau này có tiền mình sẽ lên cái phuộc sau olin màu vàng để cho nó đồng bộ, quá đẹp luôn mọi người, quá đẳng cấp. Nhưng mà giá nó chát lắm, một bộ olin trước sau của nó phải mười mấy triệu. Cái đường này nó đã xấu sẵn, mà mọi người mà đi vào tầm buổi sáng ấy, tầm khoảng 7 giờ ấy thì thôi rồi. Học sinh họ đi học, các em đi học nhiều, băng qua đường liên tục. Xong ở đây thì các nhiều giai đoạn dưới có rất nhiều khu công nghiệp, công nhân đi làm rất nhiều. À, đi ở đây cực kỳ nguy hiểm vào buổi sáng sớm. Buổi tối thì container chạy cũng rất nhiều luôn. Và đường này xấu nữa, nên cái đường này là đường đi ai em đi qua đây phải rất chú ý. Có mấy gió to quá, nên là chạy cảm giác nó hơi bị bạt người. Mát thật nhưng mà nó hơi bị bạt. Nhưng mà như thế để thấy được chiếc xe này cũng rất ổn định. Gió to thoải mái, chạy 100 cây cũng rất ổn định luôn. Thế là phù hợp được các bạn, để mọi người có thể đi nhiều tour, nhiều cung đường, nhiều điều kiện thời tiết được. Nhiều bạn mới chơi xe, mới mua xe, mình cũng có vài bạn nhắn tin cho mình bảo là anh ơi sao em thấy mấy anh chạy phân khối lớn toàn đi một đài ô tô rồi. Thật ra thì cái phân tích, để phân tích cái điều này cho mọi người hiểu ấy, thì thứ nhất là về quy định pháp luật thì là không đúng rồi, là sai. Như ở đây thì cái xe máy thì được đi ở làn giữa và làn trong, còn làn bên ngoài bên tay trái này thì không được đi. Nhưng mà tại sao lại không được đúng, không đúng về mặt pháp luật mà mọi người lại vẫn chạy? Bởi vì nó an toàn. Khi mà các bạn chạy vào trong cái làn bên phía trong là xe máy ấy, là xử như lúc này thì không sao, bởi vì bây giờ đang ở tầm khoảng 10 giờ thì nó vắng. Nhưng mà tầm khoảng chiều tan tầm hay là tầm khoảng buổi sáng nó đông, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì những chiếc xe phân khối lớn là những chiếc xe mà tốc độ cao, chạy nó nhanh hơn những chiếc xe bình thường, nên là nó đi rất là nguy hiểm. Kể cả các bạn chạy ở tốc độ thấp cũng thế thôi, vẫn nguy hiểm, bởi vì nó to, nó nặng. Chỉ cần không may đâm nhẹ vào đâu thôi, nó sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng luôn. Còn đâu chạy ra làn ô tô thì nó vắng hơn, nó thoáng hơn, nhưng mà rõ ràng thì nó vẫn nguy hiểm. Nó nguy hiểm, đây là nguy hiểm cho người lái xe, bởi vì làn ô tô mà. Nhưng mà nó sẽ giảm bớt nguy hiểm rất là nhiều cho những người đi cùng. Và chỉ cần vượt qua được một hai đoạn mà đông xe thì mình sẽ lên những đoạn đường rất là vắng, ở làn ô tô mình chạy nhanh hơn họ. Nên là các em chơi xe thì đều chấp nhận cái điều là chấp nhận cái điều vi phạm pháp luật. Công an Hưng Yên làm rất là căng, mọi người nhìn này, anh công an nơi nào rất là căng. Mọi người chạy về Hưng Yên và Hải Dương, Hải Phòng rất là để ý, bắn tốc độ rất nhiều. Công an Hưng Yên thì làm rất là căng về xe máy, công an Hải Dương thì làm rất căng về ô tô, còn Hải Phòng thì cũng ô tô xe máy, nó không kém. Cái đoạn này mình thôi cứ chạy nhẹ nhàng thôi, qua chỗ này tí nữa các anh bắn tốc độ mệt lắm. Một phần nữa là cái đường xá của Việt Nam mình ấy, cái làn ở bên trong nó nhỏ, nó nhỏ mà nó lại xấu, nên là chạy nhanh một chút thôi mà không để ý thôi là cũng rất nguy hiểm.
nên là các anh em chạy xe thì thường quyết định là chạy ở làn ngoài, làn ô tô. Biết là không đúng với pháp luật rồi, nhưng mà để an toàn hơn cho bản thân, cho những người bên cạnh, thì những người đi xung quanh, thì đây là giải pháp mà có rõ ràng tốt nhất rồi. Thế là đôi khi đi ngoài đường thì vẫn hay bị mọi người nói, đôi khi phải chấp nhận thôi. Nói chung là mọi người phải chơi vào thì mọi người mới hiểu được, còn đâu mà chưa chơi thì đứng ở ngoài phán xét thì nó cũng nó chưa được công tâm cho lắm. Chiếc xe CB-X này thì cái giải tốc độ mà đẹp nhất như mình chạy trên dài ấy, đó là khoảng từ 80 cho đến khoảng 120 là giải tốc độ đẹp nhất của chiếc xe này. Cảm giác mọi thứ nó êm ru luôn, cảm giác mọi thứ nó êm, nó mượt mà, nó mượt, nó giống như kiểu mướt ấy, nó mướt rồi mượt ấy. Còn thích lắm mọi người. Còn đâu dưới 80 thì 60-70 thì máy nó vẫn gần, nó giật. Còn nó trên 120, 130, 140 thì nó nguy hiểm, bởi vì nó cao quá. Trang thiết bị bảo vệ an toàn trên xe thì chỉ mức độ là vừa thôi. Đây là giải tốc độ đẹp nhất là 90-120. Đây là những cái bác nào mà đam mê tốc độ cao thì hiển nhiên là chiếc xe này không phù hợp rồi. Xe này nó sẽ không dành cho những người mà đam mê cái tốc độ cao như thế. Cái tốc độ đẹp của nó chỉ 90-120 thôi, một tốc độ vừa phải, vừa đủ, mình gọi là vừa đủ. Cái xe này cái gì nó cũng vừa đủ. Đây biển giảm tốc độ liên tục này, 70 tiếp này, 50 này. Đó, lại gặp anh công an, rồi công an làm nhiều thế. Mình nhìn xa xa không nhầm, mình phía trước cũng là công an hay sao ấy. Đúng không? Đấy lại công an. Chỗ đây là 3-4 chốt rồi. Các anh nhìn với ánh mắt cực kỳ trìu mến. Được cái là công an Hải Dương Mưu Nghĩa rồi mình chạy phân khối lớn là chưa được nào gọi mình. Coi nghe. Được cái là nhẹ nhàng với phân khối lớn, kể cả lần trước mình chạy rất chín, mình độ bô to, chạy qua các anh ấy cũng rất bình thường, rồi có anh chào đàng hoàng cơ, các anh ấy cũng rất là lịch sự. Em thấy không? Tốc độ 90-100 rất sướng luôn. Chiếc xe này nó lao vút đi, nó không giống như những chiếc xe 1000cc nó lên đến 99 này nè, và cảm giác nó sẽ liên tiếp, liên tiếp. Và chiếc xe này lên đây là nó cảm giác gì đó gọi là nó sẽ không quá đi tiếp, nếu bạn phải vặn mạnh ga thì nó đi tiếp được, còn nếu không thì nó bình nó vừa nên là cảm giác nó cứ giữ tốc độ khoảng đấy. Mình lại không thích tốc độ quá cao, mà mình lại thích những cái pha bứt tốc ban đầu mạnh. Thế là chiếc xe này không làm được. Và trước khi mua chiếc xe này cũng xác định điều đấy rồi, bởi vì nó là một chiếc xe về dòng dạng adventure, dạng touring thì điều đấy là điều chấp nhận. Nhưng mà đánh đổi để lấy những cái khác vậy,
không biết là có nhiều anh em nào giống mình không, nhưng mà với mình thì thực sự là chạy xe là một cái cách mà để xả stress tốt nhất với mình. Khi nào mệt mỏi chán thì có thể buổi tối đi làm về mệt chán, mang xe ra chạy một vòng về thôi là đã cảm thấy nó khoan khoái, nó sướng rất là nhiều. Kể cả là trời nắng hay trời mưa vẫn chạy xe bình thường được, nó có một cái cảm giác gì đó nó khác lạ đó. Thật sự là với mình ở thời điểm này thì xe máy vẫn là một cái xe phân khối lớn, nó một cái nó thích hơn rất là nhiều so với ô tô, mặc dù biết là ô tô nó sẽ hữu dụng hơn rất là nhiều. Nhưng đơn giản là chỉ có tiền thôi, chứ có tiền thì thực sự là mua được cả phân khối lớn và ô tô thì quá tuyệt vời. Phân khối lớn để dùng để đi những cái ngày đẹp trời, ô tô để đi xa hơn, để chở người chở đồ nhiều, và những đặc biệt hôm thời tiết mưa gió rét mùa đông sắp tới rồi. Mà rét không sao, nhưng mà có thêm mưa nữa vào thì cực lắm. Đoạn này đường rất là đẹp nhưng mà nó cũng hơi nhỏ, lại đường hai chiều nữa. Đường nào cũng như này phê nhỉ, chạy đường nào cũng đẹp thế này. Ôi giời ơi, anh kia vượt đầu, quá nguy hiểm chiếc ô tô này, vượt quá ghê. Cái đường càng đẹp càng phải tập trung, người ta vượt xe, người ta sang đường ẩu. Đường về Hải Dương thì gần như tất cả chỉ có thế thôi. Có một số tuyến đường mới thì nó đẹp như này, còn đâu nó đều giống như cái đường vừa rồi mình chạy ấy. Vào trong khu vực Chí Linh, Côn Sơn thì đường đẹp hơn, đường có đồi núi, nhưng mà nó đồi núi vừa phải, cũng thích lắm, đường đẹp. Mọi người có thể đến thăm quan. Cái đường này cũng chạy thẳng cũng vào đấy được rồi. Nhà mình thì cũng cách Côn Sơn Chí Linh khoảng mười mấy 20 cây thôi. Không lâu rồi không đi rồi, năm nay hơn năm nay rồi. Thường là một năm đi một lần. Rẽ trái này đi Chu Đậu, 1,5 cây số nữa. Chắc là nhiều người biết đến cái thương hiệu gốm Chu Đậu. Loại gốm rất là nổi tiếng ngoài Hải Dương, Chu Đậu.